Chào các bạn đến kênh Lời Sự Sống Đạo Tin Lành, kênh đăng các bài giảng của các mục sư được ơn, được sự sức dầu sứ điệp dạy dỗ từ Đức Chúa Trời. Và cảm ơn Chúa, hôm nay chủ đề mà chúng ta sẽ được học đó là chủ đề đó là Đức Chúa Trời yêu thích, điều mà Đức Chúa Trời yêu thích. Tôi thấy một điều là có đôi lúc ngày hôm nay khi chúng ta bước đi với Chúa, chúng ta không có tìm cái điều mà Đức Chúa Trời yêu thích. Chúng ta tìm hầu hết luôn những cái lời cầu nguyện của mọi người khi ra mắt Chúa, hầu hết là xin không à. Chúa ơi, xin Chúa ngày nhớ đến con, Chúa ngày ban phước cho con, Chúa ban phước cho chồng con, Chúa ban phước vợ con, Chúa ban phước cho con cái của con, Chúa tiếp trợ cái này, Chúa tiếp trợ cái kia, Chúa giải quyết cho con cái này, Chúa giải quyết cho con cái kia. Nhưng có bao nhiêu người ngồi tại đây để tìm kiếm điều Đức Chúa Trời yêu thích? Quý vị ơi, khi quý vị tìm kiếm điều mà Đức Chúa Trời yêu thích đó, thì tôi dám bảo đảm một điều đó là không có gì mà Chúa không cho chúng ta hết. Amen không à? Tại sao? Tại vì Chúa thích thì sẵn sàng. Mình không tin á, mình thử coi, mình làm cho ai một ai đó thích thì tôi nghĩ rằng họ sẽ rút cả ruột gan của họ, hầu bao của họ để có thể làm điều tốt nhất cho chúng ta. Cho nên cái quan trọng nhất đó là gì? Chúng ta phải tìm biết một điều đó là biết rằng Đức Chúa Trời yêu thích điều gì. Và nếu mà Ngài không thích điều gì thì chúng ta cũng phải biết để chi? Để chúng ta tránh điều đó. Vì Đức Chúa Trời đẹp lòng. Và cảm ơn Chúa, buổi sáng hôm nay chúng ta sẽ có lời của Chúa ở trong Giăng đoạn 4 câu 23-24. Chúng ta cùng đứng lên đọc lời của Chúa. Giăng đoạn 4 câu 23-24. Chúng ta đọc lời của Chúa, Giăng đoạn 4 câu 23-24. Chúng ta sẽ cùng đọc chung với nhau. Và chúng ta cùng khởi sự đọc chung. Giờ sắp đến và đã đến rồi, khi những người thờ phượng chân thật sẽ thờ phượng Cha bằng tâm linh và chân lý. Ấy là những người thờ phượng mà Cha tìm kiếm. Đức Chúa Trời là thần linh, nên những người thờ phượng Ngài phải thờ phượng bằng tâm linh và chân lý. Chúng ta cùng đọc chung đoạn Kinh Thánh này nha. Rồi, Giăng đoạn 4 từ câu 23 và câu 24. Mọi người chúng ta cùng dở bản Kinh Thánh của chúng ta ra đọc. Và tôi khuyến khích đó là mọi người nên có bản Kinh Thánh giấy, vì bản Kinh Thánh giấy rất là hay, có những cái mình note ở đó, mình chú ý đến. Rồi, chúng ta cùng đọc chung với nhau. Giờ sắp đến và đã đến rồi, khi những người thờ phượng chân thật sẽ thờ phượng Cha bằng tâm linh và chân lý. Ấy là những người thờ phượng mà Cha tìm kiếm. Đức Chúa Trời là thần linh, nên những người thờ phượng Ngài phải thờ phượng bằng tâm linh và chân lý. Chúng ta đọc lại một lần nữa. Giờ sắp đến và đã đến rồi, khi những người thờ phượng chân thật sẽ thờ phượng Cha bằng tâm linh và chân lý. Ấy là những người thờ phượng mà Cha tìm kiếm. Đức Chúa Trời là thần linh, nên những người thờ phượng Ngài phải thờ phượng bằng tâm linh và chân lý. Trân trọng kính mời hội thánh an tạc. Hai cụm từ mà buổi sáng nay tôi muốn gửi đến quý con cái Chúa đó là thờ phượng bằng tâm linh và chân lý. Hay nói đúng hơn đó là thờ phượng bằng tâm linh và lẽ thật. Có một số bản Kinh Thánh khác thì ghi lại rằng những cái người mà thờ phượng Chúa bằng tâm linh và lẽ thật, bằng chân lý á, thì đó chính là những người Cha Ngài ưa thích. Đó là những một số cái bản khác. Rồi cái bản này thì chúng ta vừa đọc á, là đó là những người mà Cha tìm kiếm. Đức Chúa Trời tìm kiếm mỗi ngày, tìm kiếm những con người mà Ngài muốn tìm với những cái tiêu chuẩn mà Ngài đặt ra. Đó là gì? Đó là người đó là người thờ phượng Chúa bằng tâm linh, thứ hai là bằng chân lý. Bây giờ chúng ta sẽ đi sâu hơn vào hai cụm từ. Thứ nhất là tâm linh. Tại sao thờ phượng Chúa phải bằng tâm linh? Câu hỏi được đặt ra trong sáng nay đó là tại sao chúng ta phải thờ phượng Chúa bằng tâm linh? Thật sự khi mà chúng ta thờ phượng Chúa bằng cả thể xác của chúng ta, bằng cả tâm hồn của chúng ta, cũng rất là quan trọng. Và Chúa nói là hỡi cả trái đất hãy reo mừng cho Đức Giê-hô-va. Và tất cả mọi điều cho chúng ta, khi chúng ta thờ phượng Chúa trong lẽ thật, mà chúng ta muốn Đức Chúa Trời Ngài yêu thích và Ngài tìm kiếm, thì người đó yêu cầu tối thiểu nhất trong cái hai câu Kinh Thánh mà chúng ta đọc đó là người đó phải có một đời sống thờ phượng bằng tâm linh. Đời sống cá nhân người đó thờ phượng bằng tâm linh. Thờ phượng ở đây không có nghĩa là chúng ta đứng hát mới là thờ phượng. Nhưng mà thờ phượng rất là rộng nghĩa. Có nghĩa là khi mà chúng ta cầu nguyện cũng là một cách chúng ta thờ phượng. Và khi chúng ta làm việc
Và nếu chúng ta hiểu rõ về nguyên tắc của cái cụm từ này, đó là avoda đó, thì việc mà chúng ta làm việc để kiếm tiền mỗi ngày cũng là một cách chúng ta thờ phượng. Và khi chúng ta hiểu lẽ thật đó, thì Kinh Thánh Chúa lại cho chúng ta biết một điều, đó là những người mà Đức Chúa Trời tìm kiếm mỗi ngày, mỗi giờ, mỗi giây phút, đó là những người tìm kiếm Chúa bằng tâm linh. Chúng ta cần có một cái lối sống cao hơn với những cái tiêu chuẩn loài người đặt ra. Có nhiều người nói là thờ phượng là mình phải nhảy múa. Có thể là mình thờ phượng mình sẽ ca hát hết cả lòng của mình, hết cả tiếng nói của mình, hết cả cái âm thanh của mình để ca ngợi Chúa. Điều đó không sai. Nhưng mà yếu tố cơ bản nhất mà Đức Chúa Trời muốn cho chúng ta buổi sáng nay, đó là tâm linh. Chúng ta phải thờ phượng Chúa bằng tâm linh, có là một mức độ nó cao hơn nhiều so với những gì chúng ta thấy. Và Phaolô đã từng dạy cho chúng ta ở trong Côrintô, đó là ông có thể cầu nguyện bằng tiếng lạ, nhưng mà ông muốn đó là cầu nguyện ở tâm linh, ở mức độ cao hơn nữa, khi mà người đó bước đi ở trong sự nhận biết Chúa và trưởng thành. Cho nên lối sống về tâm linh cực kỳ quan trọng. Tâm linh có thể là hiểu về tâm hồn và phần linh của chúng ta trong sớm này. Tâm hồn như chúng ta được học đó là gì? Đó là ý chí, tình cảm, những cái nhu cầu của chúng ta về cái phần tâm hồn của chúng ta, những sự khôn ngoan của chúng ta. Và Đức Chúa Trời Ngài muốn chúng ta phải nuôi cái phần hồn của chúng ta ở trong sự thờ phượng. Vậy làm sao để chúng ta có thể làm đẹp lòng Chúa và làm cho Chúa vui lòng khi cái hồn của chúng ta, cái tâm hồn của chúng ta, Ngài vui lòng và Ngài vui thích vì người đó dâng cái tâm hồn mình cho Chúa. Và trong Kinh Thánh đó, có ghi lại cho chúng ta biết nào, đó là đôi lúc Đức Thánh Linh Ngài ghen tương vì cớ chúng ta yêu những cái gì đó hơn chính Ngài. Chúng ta có thể yêu vợ, yêu chồng, yêu con cái của chúng ta, nhưng hãy nhớ một điều, vẫn phải ở mức độ thấp hơn với tình yêu mà chúng ta dành cho Ngài. Amen. Và khi chúng ta hiểu rõ điều này thì chúng ta phải nuôi cái phần tâm hồn của chúng ta ở trong sự nhận biết Chúa. Vậy chúng ta nuôi cái hồn của chúng ta như thế nào? Cái hồn của chúng ta phải cần có sự khôn ngoan, sự hiểu biết đầy trọn ở trong cái nhận biết Chúa. Và khi chúng ta nhận biết Chúa như vậy thì Đức Chúa Trời Ngài tìm kiếm những con người luôn luôn có một cái tâm hồn thờ phượng Ngài. Đức Chúa Trời không cấm chúng ta hát những cái dòng nhạc, nhưng mà quý vị biết rằng cái con người mình, nếu mà mình không giữ cái hồn của mình ở trong sự nhận biết Chúa và ở trong nguyên tắc lời Đức Chúa Trời Ngài cho chúng ta biết á, thì vô tình nó sẽ dẫn đến mức độ cao hơn, đó là tâm linh chúng ta sẽ bị sa sút. Tất cả mọi điều nó có sự bắt đầu, cho nên là chúng ta phải giữ cái tâm hồn của mình ở trong sự nhận biết Chúa nhiều hơn. Chúng ta nghe nhạc, như hôm qua tôi nói á, chúng ta nghe nhạc, chúng ta cảm nhận nhạc cũng cực kỳ quan trọng để chúng ta chọn những dòng nhạc nghe. Hôm qua thì tôi có chia sẻ cho các bạn thanh niên về cái âm học. Tức là gì? Có nghe cái lỗ tai của chúng ta là lỗ tai người bình thường. Thì một số người làm nhạc á, người ta sẽ biết rằng cái lỗ tai người bình thường thì có thể nghe cái gọi tần số từ khoảng độ 50 Hz trên 22.000 Hz. Từ 50 Hz trên 22.000 Hz. Nhưng mà có những người họ quen tập nghe, họ sẽ nghe vượt qua cái tần số đó hoặc là thấp hơn tần số đó. Và đối với những người đó đó thì họ có một cái việc gọi là cảm nhận âm rất là đặc biệt, và những cái người khác không nghe được nhưng mà họ nghe được. Để minh chứng điều này thì tôi nhớ một câu chuyện. Đó là khi mà tôi đọc được một cái câu chuyện ở tại Thái Lan. Cách đây nhiều năm về trước, ở Thái Lan có một xảy ra một cái sự việc, đó là sóng thần. Và cái cơn sóng thần đó, nó cuốn đi rất là nhiều người chết. Và rất là nhiều người chết, và người ta phát hiện ra là nhà cửa rồi người chết rất là nhiều. Nhưng mà người ta tìm thì không có thấy nhiều xác động vật. Tại sao? Tại vì khi mà họ thu những cái xác á, và họ thu gom hết tất cả thì họ không thấy xác động vật nhiều. Chỉ có những cái xác động vật khi mà bị xích lại hay bị nhốt ở trong cái
cái nhà mà nó không thoát ra được thì nó mới chết thôi. Nhưng mà những con thú mà nằm bên ngoài thì nó có một điều đặc biệt làm nó đã chạy trước khi mà xảy ra sóng thần. Đó là khi người ta xảy ra sóng thần á thì cái thềm lục địa bị đứt gãy, và những cái con voi hay những con thú này đó thì cái lỗ tai nó nghe, ví dụ như con chó đó, nó nghe được những cái sóng đó, và lúc bây giờ nó chạy trước rồi, nó sợ hãi mà nó chạy trước rồi. Thì người ta phát hiện rằng là những con thú đó nó nghe được những cái tần số mà không giống như loài người của chúng ta, và nó được sống, còn loài người chúng ta không nghe được, và cuối cùng chúng ta thì nhiều người đã chết trong cái trận sóng thần đó. Hôm qua thì sáng hôm nay thì tôi lại gọi điện thoại cho một bạn giữ xe tối hôm qua. Tôi hỏi hôm qua thờ Phượng Chúa đây với 180 người đến 200 người ở đây á, thì ở dưới các bạn có nghe không? Các bạn nói là không nghe gì mấy, nó nhỏ nhỏ lắm. Nhưng mà có cái tiếng tù và đó, cái tiếng sofa hôm qua thổi á, nghe rất là lớn. Cái tiếng tù và đó rất là lớn, mặc dù là chúng ta thấy là nguyên một cái ben thờ Phượng này rất là nhiều nhạc cụ và công suất âm đi rất là lớn. Nhưng mà chỉ có những cái cây tù và thôi, thổi thôi, ở dưới nghe còn lớn rất gấp mấy lần cái này luôn. Vậy cái tù và khi thổi lên á, cái tần số nó khác với lại những cái gì chúng ta ở đây. Và Đức Chúa Trời ngày cho chúng ta một sự mặc khải, đó là gì? Khi ra trận dân sự của Chúa phải thổi những phèn kiếm này khỏi. Tới nỗi mà khi mình tra xem Kinh Thánh á, vào thời xưa, thời Giô-suê á, thì dân sự của Chúa để triệt hạ tường thành Jericho thì họ đã đi quanh cái tường thành, đúng không? 7 lần liên tục như vậy, 7 ngày, và sau đó họ thổi kèn là lớn tiếng và cuối cùng tường thành sụp đổ. Tôi phát hiện rất là nhiều về âm học, quý vị. Rất là nhiều về âm học. Và tôi thấy rằng sự diệu kỳ của âm thanh, sự diệu kỳ của sự thờ phượng khi chúng ta thờ phượng Ngài. Và đi sâu vào điều đó thì chúng ta thấy rằng chúng ta phải nuôi cái tâm hồn mình ở trong cái dòng chảy mà Đức Chúa Trời muốn. Làm sao để chúng ta nuôi cái tâm hồn đó? Bằng mỗi ngày chúng ta hướng lòng về Chúa, thờ phượng Chúa, ca ngợi Chúa, chọn những cái ca khúc mà Đức Chúa Trời Ngài muốn. Đôi lúc chúng ta không biết chọn và cuối cùng chúng ta thất bại trong cuộc đời của mình. Đôi lúc mình đang vui, mình nghe một khúc nhạc nào đó tự nhiên mình buồn, có đúng không ạ? Giống như tôi thường chia sẻ đó là tôi buồn không biết vì sao tôi buồn. Và chúng ta cần phải chọn lựa những cái ca khúc, những cái điều tốt nhất cho tâm hồn của chúng ta. Về tâm linh của chúng ta cũng vậy, quý vị ơi. Xin Chúa Ngài giữ tâm linh của chúng ta đừng bị hoang ố bởi những cái điều bên ngoài đem đến với chúng ta. Cảm ơn Chúa vì chúng ta đang thờ phượng, và Kinh Thánh ghi lại chúng ta vì Đức Chúa Trời là thần linh. Cho nên chúng ta phải thờ phượng Chúa bằng linh mới chạm được đến Ngài. Đây là điều mà dường như rất là khác biệt với các tôn giáo còn lại. Đó là chúng ta có một Đức Chúa Trời thần linh, Đức Chúa Trời quyền năng, và chúng ta cần phải lấy tâm linh mình để thờ phượng Chúa, lấy cái phần tâm linh đó để kết nối với Ngài. Và nếu ai đó đã từng học lời của Chúa và ở trong lời của Chúa từ những ngày đầu tiên tin Chúa đó, thì chúng ta biết rằng tại sao có người họ khổ và họ kêu cầu Ngài không thấy được, không nghe được. Lý do đơn giản nhất là vì cớ họ phạm tội, hụt mức tiêu chuẩn của Chúa, cho nên là họ kêu Ngài mà Ngài không nghe. Nhưng mà từ khi mà họ biết Chúa, họ quay trở lại với Chúa, họ xưng tội của mình, và bởi tấm lòng họ mở ra đón Chúa Giêsu vào cuộc đời của họ, thì lúc bấy giờ việc của họ nói với Ngài, kêu cầu Ngài, nhờ cậy Ngài, Ngài nghe. Vì lúc bấy giờ linh của họ chạm đến linh của Ngài. Amen. Cách đây không lâu, cách đây mấy năm thì Hội Thánh của Chúa cũng có một người tin Chúa. Và cái bác này thì ông lại trước khi tin Chúa, ông ở trong cái trường phái thiền đó, thiền. Và ông rất là giỏi, ông có trình độ. Và sau đó thì ông nói là ông có thể đi lên trên kia luôn. Tức là họ thiền đó, họ lên trên kia luôn. Và ông kể cho tôi nghe về những lúc ông thiền. Và ông lên trên kia, ông gặp cái gì? Ông gặp rất là nhiều điều đẹp. Nhưng mà khi ông lên tới trên kia đó, tức là ông thiền á, ông xuất hồn của ông lên trên kia, thì bắt đầu ông cảm thấy nó lo sợ. Và ông hỏi tôi là ông cũng đã bước qua, giống như ra khỏi xác này để thiền như vậy, thì Chúa lại cho tôi một sự khôn ngoan. Tôi trả lời trong lúc bây giờ,
Đó là cái sự khác biệt của một người ở trong sự hiện diện của Chúa, đó là bình an. Nếu mà bác lên trên đó mà bác không sợ hãi thì cái điều đó có thể đến từ Chúa. Nhưng mà khi vượt ra xác thịt này để lên trên kia, mà lên trên đó sợ hãi, lo lắng rồi đủ đức chuyện hết trơn á, thì đó không bao giờ đến từ Chúa. Amen không ạ? Chúa ban cho chúng ta bình an. Cái sự bình an là sự xác chứng nhất cho chúng ta ở trong mối quan hệ tương giao của chúng ta với Chúa. Và thậm chí Phaolô là người mà Kinh Thánh ghi lại là ông đã vượt qua tầng trời thứ ba để gặp Ngài. Cho nên cái câu chuyện đặt ra cho chúng ta buổi sáng hôm nay đó là gì? Đó là chúng ta phải thờ phượng Chúa không phải bằng việc chúng ta ca hát nhảy múa, điều đó là tốt, nhưng mà chúng ta phải cầu nguyện, tức là chúng ta phải ca ngợi Chúa bằng tâm linh của chúng ta. Chúng ta hát bằng tâm linh của chúng ta. Chúng ta hát bằng những gì chúng ta thấy Ngài. Và tôi muốn khích lệ hội thánh của Chúa là mỗi lần chúng ta thờ phượng Chúa, chúng ta nên để tất cả những lo lắng mình qua một bên. Để những sầu khổ mình qua một bên, để những nan đề mình qua một bên, để chi? Để mình tập trung hướng lòng mình với Chúa. Và hãy nhớ một điều đó là gì? Đó chính là điều mà Đức Chúa Cha Ngài ưa thích. Có nhiều người hát rất là hay nhưng mà không chạm đến Ngài. Tại sao? Tại phần tâm linh họ có vấn đề. Và những người thờ phượng thật á thì phải sao à? Phải có đời sống tâm linh để kết nối với Chúa. Đức Chúa Trời cần và Đức Chúa Trời tìm những con người thờ phượng thật bằng tâm linh. Cảm ơn Chúa, đây là điều mà tôi muốn hội thánh của Chúa và tất cả những người sáng nay khi thờ phượng Chúa phải nhận biết một điều đó là gì? Đó là chúng ta cần phải nâng cấp chính cuộc đời mình ở trong mức độ cao hơn ở trong sự thờ phượng Chúa bằng tâm linh. Tại sao? Khi mình thờ phượng Chúa bằng tâm linh á, thì mình sẽ có thể nhận biết được những điều tuyệt vời mà Chúa Ngài ban cho mình. Và khi ở trong giới linh đó, Đức Chúa Trời Ngài sẽ bày tỏ những cái điều siêu nhiên mà dường như người ta không nhìn biết được, và Đức Chúa Trời Ngài cho mình thấy những cách mà Đức Chúa Trời Ngài dẫn mình đi. Quý vị ơi, khi vị ở trong sự hiện diện của Chúa và ở trong phần thức tâm linh đó, thì vị sẽ thấy rằng rất là đặc biệt. Rất là đặc biệt. Như chúng ta thấy, có những điều mà Đức Chúa Trời giấu với mọi người, nhưng mà khi một người thờ phượng Chúa trong tâm linh, Đức Chúa Trời Ngài sẽ bày tỏ những điều siêu nhiên và những kế hoạch của Ngài, những hướng đi của Ngài dành cho một người nào đó khi họ thờ phượng Chúa bằng tâm linh. Chúa Ngài tìm kiếm những người thờ phượng thật bằng tâm linh. Chúng ta hãy nói với Chúa ngay giờ này: Chúa ơi, con muốn là người thờ phượng thật. Chúng ta hãy nói với Chúa ngay giờ này và nói thầm trong lòng mình rằng: Chúa ơi, con muốn con là người thờ phượng thật và con muốn được thờ phượng Chúa bằng tâm linh. Có nhiều người thất bại rất là nhiều và liên tục bị thất bại trong cuộc đời này vì họ không biết được bí quyết mà Kinh Thánh ghi lại cho chúng ta biết rằng đó là Đức Chúa Trời Ngài yêu thích và tìm kiếm người nào thờ phượng bằng tâm linh. Thật sự quý vị ơi, trong lẽ thật của Chúa, Ngài cho chúng ta rất là nhiều cách. Giống như Ngài dùng ẩn dụ chúng ta về vương quốc Đức Chúa Trời. Và Chúa Giêsu đã dạy chúng ta rất là nhiều về lẽ thật về vương quốc Đức Chúa Trời. Nhưng mà mấy ai hiểu được về vương quốc Đức Chúa Trời là gì? Nhưng mà khi mà chúng ta hiểu được lẽ thật về vương quốc Đức Chúa Trời á, thì tôi xin thưa quý vị không có thiếu cái gì cả. Vì Kinh Thánh ghi lại ở trong Ma-thi-ơ đoạn 6 câu 33 đó là gì? Những người nào tìm kiếm Ngài, nhưng trước hết tìm kiếm Chúa, thì Ngài sẽ ban cho những người đó mọi điều khi người đó đặt cái sự ưu tiên, đó là tìm kiếm Đức Chúa Trời. Hallelujah, cảm ơn Chúa. Và điều thứ hai cực kỳ quan trọng, ngoài việc thờ phượng Chúa, tìm kiếm Chúa bằng tâm linh, thì thứ hai đó là lẽ thật. Tôi xin nhắc lại lẽ thật. Lẽ thật nó có khác sự thật không? Khác không? Có nhiều người ta không phân biệt được lẽ thật và sự thật khác nhau chỗ nào. Và cảm ơn Chúa, một ngày kia thì tôi được nghe một giáo sư, ông dạy lại một điều. Đó là sự thật á, thì phải cần rất là nhiều điều để chứng minh.
Sự thật phải cần rất là nhiều điều chứng minh, nhưng lẽ thật á thì cần đức tin để chứng minh. Tôi ví dụ như một ngày đó đó thì mình đau yếu bệnh tật trong cơ thể, vậy mình muốn biết sự thật mình đang ở tiền trong mức độ nào thì mình phải làm gì? Đi ra bác sĩ, ra bệnh viện siêu âm xét nghiệm, rồi bắt đầu chụp phim phổi gì đó thì để mình biết rằng sự thật mình đang bị bệnh, có đúng không ạ? Và nó cần rất là nhiều cái yếu tố, hay là thậm chí là nhiều cái điều để chứng minh cái điều đó là sự thật. Nhưng mà lẽ thật của Chúa đó thì khác à. Lẽ thật của Chúa nó không có giống như sự thật. Đó là người nào tin Chúa thì Ngài ban phước cho người đó. Và thậm chí Chúa Giêsu đã từng cho chúng ta biết rằng Ngài đặt là tay trên kẻ đau thì kẻ đau được lành, người điếc được nghe, người mù được thấy, và thậm chí người chết được sống lại. Và những người đó đó nhận được là bằng đức tin. Cho nên chúng ta sống ở trần gian này á, chúng ta phải có một cái sự khác biệt với người ở trần gian này. Đó là chúng ta cần có lẽ thật của Chúa. Vì lẽ thật sẽ giúp cho chúng ta, lẽ thật sẽ giúp cho chúng ta vượt qua, lẽ thật sẽ giúp đỡ cho chúng ta mỗi ngày. Sự thật hiện nay kinh tế rất là khó khăn, có đúng không ạ? Sự thật hiện nay chiến tranh xảy ra liên miên. Sự thật ngày hôm nay vừa hết Covid thì lại tới Nga và Ukraine. Ukraine và Nga chưa xong đánh nhau vài năm như vậy thì bây giờ tiếp tới khối gọi là Ả Rập tiếp tục đánh tới Israel nữa. Và sự thật chúng ta nhìn bế tắc. Sự thật chúng ta buôn bán rất là ế ẩm. Sự thật là khi mà chúng ta đối diện với mọi điều, nó chứng minh chúng ta tất cả đều là khó khăn với chúng ta. Nhưng là lẽ thật của Chúa nè, đó là Chúa Ngài ban cho chúng ta một tương lai. Trong Giê-rê-mi 29, Chúa ban cho chúng ta một tương lai tốt lành, một tương lai bình an, tương lai đầy hy vọng. Amen. Đó là lẽ thật của Chúa đó. Đó là Chúa hứa rằng những người yêu mến Chúa, tin cậy Chúa sẽ chẳng thiếu của tốt gì. Amen. Đó là lẽ thật đó. Nhưng mà để được cái lẽ thật đó thì sao à? Phải cần có đức tin. Và Kinh Thánh ghi lại cho chúng ta biết, trong bữa sáng hôm nay, Đức Chúa Trời Ngài yêu thích, Đức Chúa Trời Ngài tìm kiếm người nào thờ phượng bằng tâm linh, nhưng cũng cần phải có lẽ thật, đó là bằng đức tin nữa, thì người đó mới là người Đức Chúa Trời Ngài tìm kiếm. Nếu chúng ta có tâm linh mà chúng ta không có đức tin để nhận lấy lẽ thật của Chúa thì chắc chắn Chúa cũng sẽ không bao giờ tìm kiếm. Hoặc là nếu mà chúng ta có lẽ thật nhưng mà chúng ta không thờ phượng Chúa bằng tâm linh, cũng mất đi yếu tố cơ bản mà Đức Chúa Trời cần. Tôi hỏi vị là có ai mà 120 năm chỉ cần nghe một lời phán của Chúa là đóng thuyền á, và cứ miệt mài đóng thuyền để chi? Để làm theo lời của Chúa thôi, là ông Noe đó. Và rất là nhiều người dè sẻn chê cười ông giống như một người không được bình thường, nhưng mà ông vẫn vui lòng làm Chúa, làm theo lời Chúa. Và cả một Chúa Kinh Thánh ghi lại là ông và cả nhà ông được cứu qua cái đại hồng thủy lúc bây giờ. Đó là lẽ thật quý vị ơi. Cảm ơn Chúa buổi sáng nay Đức Chúa Trời Ngài tìm kiếm những con người như vậy. Đức Chúa Trời tìm kiếm những con người thờ phượng bằng tâm linh, và những người tìm kiếm Chúa bằng chân lý của Ngài, bằng lẽ thật của Chúa. Lẽ thật của Chúa giống như một kim chỉ nam mà Đức Chúa Trời Ngài dẫn chúng ta đi. Ngày hôm nay khi chúng ta gặp bế tắc ở trong một hoàn cảnh nào, chúng ta cần một người cố vấn giúp đỡ cho chúng ta, hoặc là chúng ta tìm một người bạn để có thể an ủi, để cho chúng ta một góc nhìn tốt hơn về hướng đi, hoặc là chúng ta tìm một người thầy giống như một người mentor để giúp đỡ, cố vấn cho chúng ta như thế nào ở trong hướng đi kế tiếp. Nhưng mà đặc biệt là tại sao chúng ta có lời của Chúa làm lẽ thật mà ở trong đó bao gồm rất là nhiều điều. Đức Chúa Trời Ngài ban cho người nào khi người nào tìm cầu Chúa, và Đức Chúa Trời Ngài làm cho người đó trở nên tốt lành hơn khi người đó ở trong lời của Ngài. Quý vị ơi, nếu chúng ta ngày nào còn dùng sức riêng của mình đi, dùng sức riêng của mình chạy, thì có ngày chúng ta nếm trải những sự thất bại mà thôi. Buổi sáng nay
Đức Chúa Trời tìm kiếm người nào thờ phượng Chúa bằng tâm linh và lẽ thật. Ngoài lẽ thật không thôi, thì chúng ta phải hiểu một điều đó là gì? Đó là Đức Chúa Trời là quan án công chính. Chúng ta bước đi ở trong tâm linh, chúng ta cũng phải sống ở trong lẽ thật. Người ta thường chọn những câu kinh thánh phước lành để đến với mình nhiều hơn. Nhưng cũng có rất là nhiều câu kinh thánh để minh chứng cho những người nào không đi theo lẽ thật. Có đúng không quý vị? Chúng ta thường chọn giống như là chọn cái gì tốt đó cho mình. Nhưng mà bao nhiêu người sẵn sàng chọn những phần kinh thánh mà Chúa dạy cho người nào không làm theo lẽ thật. Và kinh thánh Chúa ghi lại cho chúng ta biết rằng những người nào mà không làm theo lẽ thật ở trong gian đoạn 15 á, thì giống như nhánh nho mà cần phải được tỉa sữa. Và nếu cho một ngày nào đó cái nhánh nho đó không chịu tỉa sữa đó, thì Ngài sẽ cắt cái nhánh nho đó luôn. Chúng ta bước theo lẽ thật là như vậy. Sống theo lẽ thật là như vậy. Và chúng ta phải có đời sống ở trong tâm linh và lẽ thật để nhận lấy phước hạnh của Chúa ban cho chúng ta. Có một điều, cách đây mấy hôm thì cô chị là người chịu trách nhiệm về thắp canh cầu nguyện từ 8 giờ tới 12 giờ tại đây. Và có một số người bạn đến đây để muốn tham dự thắp canh. Và sau cái buổi trưa hôm đó thì cô chị có nói với tôi rằng cái nhóm người mà khi mà cùng cái chương trình đó đó, số người cái trong chương trình đó, xin ban IT giúp đỡ giùm. Đó là khi mà những người này đến thì họ bị ru ngủ bởi một cái tính lý, đó là ân điển. Tin Chúa một lần đủ cả. Và người có tội thì không cần phải ăn năn nữa. Tôi nói thật quý vị luôn, kinh khiếp khi người nào bị ru ngủ bởi những cái tính lý đó. Thật sự luôn, Chúa Giêsu dạy chúng ta rất là rõ về vương quốc Đức Chúa Trời. Và đôi lúc Chúa cho lúa mì mỗi ngày lớn lên, nhưng bên cạnh đó ma quỷ nó gieo vào cỏ lùn ở trong lúa mì. Và cho đến một ngày nào đó khi thu hoạch á, thì sao à? Thì Chúa sẽ phân ra cỏ lùn một bên và lúa mì một bên, chiên một bên và dê một bên. Và những người, những con dê đó đó, những cái gọi là cỏ lùn đó đó, sẽ phải chịu sự phán xét. Và tôi muốn nói với quý vị trong buổi sáng hôm nay, đừng khinh dễ Đức Chúa Trời. Vì Đức Chúa Trời không chịu khinh dễ đâu. Vì ai gieo giống chi thì gặt giống nấy. Và khi chúng ta ở trong lời của Chúa, chúng ta học một điều là Đức Chúa Trời Ngài vui thích, Ngài tìm kiếm những người có tâm linh và sống ở trong lẽ thật. Có nhiều người nhìn rất là thiêng liêng nhưng không sống trong lẽ thật. Và cho đến một ngày sẽ phát hiện ra rất là nhiều điều, vì người đó không phải là đối tượng mà Đức Chúa Trời Ngài ưa thích. Buổi sáng hôm nay tôi muốn khích lệ hội thánh của Chúa một tuần lễ mới này. Đó là hãy nói với Chúa rằng Chúa ơi, con muốn là người mà Đức Chúa Trời Ngài yêu thích. Có nhiều người tôi thấy rằng họ hallelujah, cảm ơn Chúa, hỡi khen Chúa, con cảm ơn Chúa rất là nhiều. Nhưng mà khi nhìn lại đời sống của người đó, không hề sống trong lẽ thật chút xíu nào hết. Và để kết thúc buổi giảng buổi sáng nay thì tôi muốn làm chứng một cái câu chuyện này. Vào tuần sau thì hội thánh của Chúa sẽ làm lễ cảm tạ và cung hiến đền thờ, có đúng không ạ? Vào ngày 21 tây lúc 6 giờ tối, 21 tây hội thánh của Chúa làm lễ cảm tạ. Và tôi có một giả ý, đó là muốn tất cả những thành viên của hội thánh yêu thương, từ khi bắt đầu nhóm lại, từ khi là tư gia cho đến bây giờ, những người nào là thành viên của hội thánh của Chúa, nếu có cơ hội thì về đây để cùng dự cảm tạ trong cái chương trình này. Nhưng điều đặc biệt là tôi sẽ không bao giờ ghi thiệp mời, vì đó là thuộc viên của hội thánh.
Nhưng yếu tố quan trọng nhất là họ muốn đăng, họ muốn về dự á, thì họ phải gọi điện hoặc là thông báo cho ban thư ký để sắp xếp chỗ ngồi cho những người đó. Đó là cái điều mà tôi khao khát, là những người đã từng là thuộc viên của Hội Thánh Chúa tại đây. Nhưng mà điều mà tôi muốn kích lại hơn hết đó là có những cái những con người, tôi không đơn cử như thế nào, nhưng mà tôi muốn nói là có những con người mà khi những người đó bước chân ra hầu việc Chúa ở một phương xa, tôi rất là hạnh diện về những người đó. Mặc dù bây giờ họ không còn là thuộc viên của Hội Thánh Yêu Thương nữa, nhưng mà họ đã rất là kết quả cho công trường thuộc linh của Chúa Ngài ban cho. Và tôi nhớ rằng có những cái bức tranh về những người đó, khi họ đến Hội Thánh của Chúa, họ không biết gì về Chúa cả, nhưng mà khi họ ở trong lời của Chúa được sự dạy dỗ á, thì họ ăn năn và họ phục hồi. Quý vị ơi, Đức Chúa Trời phục hồi những con người sẵn sàng làm theo lời của Ngài. Và có những người có thấy đó là khi mà những cái chị đó đó, họ có một cái mối hôn nhân không tốt lành trước mặt Chúa khi mà họ chưa biết. Và sau khi chị biết Chúa đó, chị làm theo lời Chúa. Wow, cảm ơn Chúa. Tôi thấy rằng cuộc đời của chị bắt đầu thay đổi rất là nhiều. Và hai vợ chồng tôi đã từng cầu nguyện cho chị đó. Ngày chị bước chân vào Hội Thánh của Chúa, mất ngủ nhiều năm trời. Tức là không ngủ, đêm là không ngủ, người ta phải ngủ. Nhưng mà chị đó không ngủ. Nhưng mà cảm ơn Chúa, khi mà chị đến với Hội Thánh của Chúa và chị không bao giờ ngủ được. Và cảm ơn Chúa luôn, khi mà chị trình bày điều đó và hai vợ chồng chúng tôi đặt tay cầu nguyện cho chị. Quý vị ơi, trong đêm hôm đó ngủ tới trưa luôn cũng không dậy luôn. Và bắt đầu Chúa phục hồi chị. Chúa làm ơn cho anh chị. Và tôi chứng kiến rất là nhiều người khi đến gặp tôi á, có những người mới tin Chúa một năm mà đọc Kinh Thánh 3 lần. Và người đó tìm kiếm lẽ thật trong lời của Chúa. Và tôi thấy là những người tìm kiếm Chúa thật á, bắt đầu đức tin họ lớn hơn, lớn hơn, lớn hơn, lớn hơn. Và tôi thấy rằng Đức Chúa Trời ban phước cho những người đó. Chúng ta muốn được Chúa Trời Ngài tìm kiếm, Ngài yêu chúng ta, Ngài chọn chúng ta, Ngài tin tưởng để trao phó những cái điều quan trọng cho chúng ta, thì chúng ta phải sống theo lẽ thật. Và nếu chúng ta không sống trong lẽ thật, Chúa khai không tìm kiếm. Và khi Ngài không tìm kiếm thì Ngài sẽ không bao giờ trao cho chúng ta thông điệp mà Đức Chúa Trời Ngài muốn. Đó là lý do tại sao có những người họ mới tin Chúa một vài năm, nhưng mà cái cuộc đời họ rất là được phước. Họ thăng tiến ở trong vương quốc của Ngài. Nhưng có những người đi Chúa 10 năm, 20 năm, 30 năm cũng vậy rồi. Và có nhiều người tôi hỏi rằng, ủa chị ơi, cô ơi, anh ơi, khỏe không? Họ nói khỏe. Rồi họ có gì mới không? Cũng vậy à. 10 năm sau cũng vậy à, 20 năm sau cũng vậy à. Và tôi muốn tất cả con dân của Chúa, những người ở Tạo Thánh Yêu Thương này, phải là những người trưởng thành thuộc linh, ở trong đời sống thuộc linh. Đây Chúa Ngài ban phước cho. Amen không ạ? Để chúng ta đứng lên và chúng ta hướng lòng về Chúa cầu nguyện trong giờ này. Anh chị em thấy được sự dạy dỗ, động chạm thăm viếng từ Chúa qua bài giảng của mục sư, nhớ hãy chia sẻ video trên mạng cộng đồng cho nhiều người được biết. Chúa yêu bạn rất nhiều.